chủ đầu tư chậm bàn giao là vấn đề mà bất kỳ khách hàng nào mua căn hộ hình thành trong tương lai cũng có thể gặp phải. Khi chủ đầu tư chậm bàn giao thì mọi quyền lợi của người mua sẽ bị ảnh hưởng và có thể gây thiệt hại về kinh tế. Vậy người mua căn hộ có thể làm những gì để xử lý tình huống này? Hãy cùng luật sư Nguyễn Quang Ngọc giải đáp ngay trong tiểu mục Q&A ngày hôm nay. Xin cảm ơn luật sư đã nhận được phỏng vấn của Phố Bất Động Sản. Thưa luật sư, thì đối với những căn hộ hình thành trong tương lai thì đối với việc là chủ đầu tư mà chậm bàn giao nhà so với tiến độ trong hợp đồng thì sẽ chịu những mức xử phạt như thế nào? Thì hiện nay là tất cả các bên đều giao kết với nhau bằng cái hợp đồng. Trong hợp đồng thì nó sẽ có điều khoản là liên quan đến chậm bàn giao, liên quan đến phạt. Nó có thể phạt theo cái việc là anh sẽ phải trả cái phần lãi suất chênh so với cái việc là chậm ngày bàn giao, hoặc là anh có thể là bị phạt theo cái thỏa thuận của cái hợp đồng. Thì tùy từng trường hợp, tùy từng cái hợp đồng mà giữa người mua và người bán giao kết với nhau. Vậy thì người dân phải làm như thế nào để tránh rủi ro, và đặc biệt là đối với những trường hợp là khi mà mua nhà hình thành trong tương lai? Khi mà chúng ta đi mua thì chúng ta phải xem là người bán hàng, người ta có phẩm chất như thế nào. Trong một tình huống nào đó, chủ đầu tư mất đi cái năng lực tài chính chẳng hạn, thì họ thường chậm tiến độ. Và cái giải pháp đối cái việc mà chúng ta gọi là chây ì trong cái việc bàn giao đó thì chỉ có lẽ là một cái biện pháp khởi kiện. Và tòa án sẽ là cái nơi mà phân xử cái quyền và lợi ích cũng như là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bên mua. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của luật sư. Theo dữ liệu của bấtđộngsản.com.vn, 4 tháng đầu năm, giá giao bán chung cư ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh gần như đi ngang ở tất cả các phân khúc. So với cùng kỳ năm trước, giá giao bán chung cư tại Hà Nội tăng nhẹ từ 2 ở phân khúc bình dân và trung cấp, giảm 1% đối với phân khúc cao cấp. Tại thành phố Hồ Chí Minh, chung cư bình dân không có bất kỳ thay đổi nào về giá bán, chung cư trung cấp có tăng giá 2%, trong khi chung cư cao cấp tăng giá 6%. Như vậy, giá chung cư tại các thành phố lớn đã trải qua nhiều tháng cầm chừng, không còn tăng nóng như trước đây, nhưng cũng không giảm. Báo cáo quý 1 năm 2023 của bấtđộngsản.com.vn cũng cho thấy 43% người có nhu cầu ở thực đang có tâm lý tiếp tục chờ bất động sản giảm giá. Thành phố Hà Nội kiến nghị Bộ Xây dựng báo cáo Chính phủ ủy quyền cho Hà Nội chủ động thực hiện bố trí, thay thế quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội. Cụ thể là Hà Nội kiến nghị được chủ động thực hiện bố trí thay thế quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội cho các dự án này tại các khu nhà ở xã hội độc lập trên địa bàn. Ngoài ra, Chính phủ cần sớm ban hành hướng dẫn về khoản tiền sử dụng đất phải nộp đối với 20% tại dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại khu đô thị theo quy định. Đồng thời, cần có quy định rút ngắn thời gian lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở nói chung, dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội nói riêng. Trường hợp thực hiện lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu, vẫn cần có quy định về quy trình đấu thầu riêng, đơn giản hóa, rút ngắn trình tự, thời gian thực hiện đối với loại hình nhà ở xã hội. Bên cạnh dự án nhà ở xã hội NHS Trung Văn Nam Từ Liêm vừa được mở bán, trên địa bàn còn 12 dự án nhà ở xã hội dự kiến sẽ được mở bán với mức giá hấp dẫn dành cho người thu nhập thấp. Đó là các dự án nhà ở xã hội Kim Hoa, Mê Linh Garden City, Rise City Số Hữu, Rise City Long Biên, Sunrise Home Thanh Trì, nhà ở xã hội FLC Garden City tại Hà Đông, dự án Đại Kim Center Hansico Nguyễn Xiển và một số dự án khác thuộc các quận huyện như Thanh Trì, Hoài Đức, Nam Từ Liêm. Đa số các dự án đều được triển khai vào quý 2 năm 2023 và bàn giao nhà trong giai đoạn 2024-2025. Các dự án này đều có mức giá hấp dẫn từ 19 đến 19,5 triệu đồng một mét vuông, đáp ứng nhu cầu của người thu nhập thấp tại thủ đô. Những năm qua, nhiều địa phương ở tỉnh Quảng Nam đã xây dựng các khu tái định cư cho người dân nhằm đối phó với lũ lụt và sạt lở đất. Tuy nhiên, sau hàng chục năm chuyển vào sống trong các khu tái định cư, rất nhiều hộ dân chưa nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống và quyền lợi của người dân. Gia đình bà Chín cùng 32 hộ dân thuộc thôn 1, 2, xã Tiên An, huyện Tiên Phước trước đây ở trong khu vực nguy cơ sạt lở. Năm 2009, sau khi đồng thuận chuyển về khu tái định cư này, dù đã sinh sống ổn định nhiều năm nhưng bà vẫn mong mỏi chờ đợi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Dù đã làm đơn kiến nghị nhiều lần nhưng câu trả lời bà nhận được là còn vướng về pháp luật. Phòng tài chính môi trường huyện thì trả lời là giấy tờ cái khu tái định cư này 33 hộ này là bị trục trặc giấy tờ,
chưa hỏi khi nộp cáo thì cũng nó chưa trả lời được, tại vì cũng còn lao lắm, chưa trả lời được. Người dân đó là gặp cái khó khăn, ví dụ như muốn va vốn về làm cái gì là không có sổ, hoặc là chuyển nhượng cho con là cũng không có sổ. Chính quyền huyện Tiên Phước cho biết việc bố trí 165 hộ tại khu vực tái định cư thực hiện từ năm 2009 đến năm 2015, nhưng hiện mới chỉ cấp được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 60 hộ. Thời điểm bố trí tái định cư, các cấp ngành liên quan đã không giải quyết các thủ tục về đất đai nên đang bị vướng với luật đất đai hiện hành. Một phần là do chưa thu hồi hết giấy tờ đất nơi đi của người dân cũng như đầy đủ pháp lý của khu tái định cư. Thì Phạm Thành Nguyên đã tham mưu cho Ủy ban huyện, có báo cáo cho Ủy ban nhân tỉnh cũng như Sở Tài nguyên Môi trường để xin ý kiến hướng dẫn cụ thể trong trường hợp này cách giải quyết như thế nào. Phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri mới đây, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh đây không chỉ là vấn đề của huyện Tiên Phước mà còn tồn tại ở nhiều địa phương, tuy nhiên việc giải quyết rất chậm. Lúc mà di dời tại sao là không hồ sơ thủ tục thì là không hoàn chỉnh. Mà sau đó thì cứ để năm này qua năm nọ như vậy thì làm sao người dân người ta yên tâm được. Thì tôi đề nghị cái này trách nhiệm của địa phương, trách nhiệm của Sở Tài nguyên Môi trường, trách nhiệm của Ủy ban nhân tỉnh là phải có trách nhiệm trong vấn đề này. Theo lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam, thời gian thực hiện di rời gấp để đảm bảo an toàn cho người dân nên các thủ tục chưa gắn với xác lập thủ tục pháp lý về đất đai, giá đất cũng không có quy định. Nếu áp dụng luật đất đai 2013 thì có nhiều vướng mắc. Hiện Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Nam vẫn đang rà soát lại cả 18 huyện thị thành phố trên địa bàn tỉnh, trong khi chờ cấp chính quyền rà soát, làm rõ trách nhiệm và tìm hướng giải quyết, những người dân được tái định cư sẽ vẫn phải chờ đợi thời gian dài nữa mới có thể an cư lạc nghiệp. Thưa quý vị, tòa nhà cao ốc 8B Lê Trực, quận Ba Đình, Hà Nội từng gây xôn xao dư luận bởi những sai phạm liên quan đến vượt tầng và tăng diện tích sàn. Đến nay, sau khi đã khắc phục vi phạm và trong quá trình hoàn thành, những căn hộ tại đây được giao bán lên đến hơn 100 triệu đồng một mét vuông. Thưa quý vị và các bạn, đây là tòa nhà ở vị trí 67 Trần Phú, quận Ba Đình, Hà Nội. Trước đó vào năm 2015 thì dự án được biết đến với tên là 8B Lê Trực. Tuy nhiên đến năm 2018 thì dự án bất ngờ được đổi tên thương mại thành 67 Trần Phú Discovery Complex 2 và giờ thì được đổi tên thành Discovery Central. Theo thông tin thì tòa nhà chung cư này nằm trong trung tâm của quận Ba Đình. Dự án gồm 17 tầng nổi, 4 tầng hầm, trong đó có 5 tầng thương mại. Từ tầng 6 tới tầng 17 là 12 tầng căn hộ chung cư cao cấp. Hiện tại theo ghi nhận của phóng viên thì 4 tầng thương mại của dự án vẫn để trống cho thuê. Còn các căn hộ ở phía trên đã lác đác có người về ở. Theo môi giới ở quanh khu vực thì dự án đang được bán là loại hình căn hộ Offitel vừa để ở vừa để làm văn phòng, sở hữu sổ hồng 50 năm, có giá dao động từ 70 đến 80 triệu đồng một mét vuông. Với căn hộ sở hữu lâu dài thì có giá dao động từ 90 đến 110 triệu đồng một mét vuông tùy vị trí căn hộ. Về tiến độ thanh toán thì khách hàng đóng 35% sẽ nhận nhà ở ngay và 65% đóng trong vòng 18 tháng. Tuy nhiên theo một số các chuyên gia thì nhà đầu tư cũng nên tìm hiểu, cân nhắc trước khi xuống tiền mua căn hộ. Bởi trước đó vào năm 2012, các vi phạm liên quan đến vượt tầng và tăng diện tích sàn và đến tận cuối năm 2020 thì các vi phạm này mới được khắc phục. Đến đây bản tin Phố Bất Động Sản xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.